Today is Sunday, so we make the quiche cake, peach cheese cake, pizza các bạn. Đây, thân chào các bạn, hôm nay là Chủ nhật, mình là làm sẽ làm cheese cake, bánh cheese, bánh phô mai với đào. Cái đào đây các bạn, đào hộp là cho mình không có mua đào tươi là mất công quá. Bây giờ mình bỏ đào vô đây trước đã. Hai trái đào đủ rồi. Còn đây. Giờ mình cắt cái đào ra nhỏ nhỏ rồi. Trước hết đó là như vậy. Giờ là tới rau câu đó, này là bây giờ mình rau câu mình cũng trộn màu cho nó đẹp đó các bạn, mình trộn lá dứa vô cho nó thơm, hay là chanh đó. Chanh rồi lá dứa vô cho nó thơm, nó có màu đẹp, màu vàng màu xanh đó. Đây bây giờ mình sẽ đổ rau câu vô nha các bạn. Đây. Bỏ cheese, bỏ cái phô mai lên. Xong cái phô mai, xong cái phần phô mai rồi á là mình sẽ bỏ lên một cái lớp bột mà mình rang lên, rồi mình trộn bơ này đó trên mặt. Mình thì thích ăn bỏ ra thêm hậu ơi put the cheese in first. Cái này là dưới, còn cái ở dưới là sẽ lên được bên trên đó. Cái này mình không có nướng, bà xã mình đang làm cái loại nướng thì cheese với đường này nọ để nướng rồi đó. Đó là như vậy đó các bạn. Bây giờ mình làm bánh phô mai mà mình nướng thì chút xíu dầu lên đây nè để mình trộn lên đây cho nó phải dính đó các bạn đó. Chút xíu dầu vậy đó là mình
on that, aren't you? Vô thôi các bạn. Này thì trong đây cũng có trái cây trong đây rồi. Mình ở này mình đổ tay trái nên không có thiền nghệ. Làm hai tay các bạn. Original, eh? Mm-hmm. Left hand too. Right. Fits
The cake done. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ.